Anh em hút thuốc. Cái gì? Đấy. Bạn lại chuyển anh em quay hút thuốc. mười người đi gọi. Chơi đâu bao lưu like đúng những dịp này rồi lên 6k5 người xem rồi nhanh nhỉ, đâu bao lưu tỉnh phế đấy, chưa xe like luôn mà. Mình nói chung số mình nó đen các bạn ạ. Thứ nhất là follow thì ít này, thứ hai là giờ là phải đi theo việc vào đóng này không like được. Đời này ở ngoài là thong thả là like được hết. Đến lúc quay là view hết bên đây rồi. Đến lúc quay là hết view. Cái thẻ này đâu. Chui thạc mạnh cả nhảy đi. Khổ quá. Được những cái cơ hội này là like thứ nhất là đông người xem, thứ hai là nhiều người follow mà mình không có cơ hội. Hả? Đông người cơ hội này like. Đây này bạn như đâu? 6k3 người xem. Đấy, hôm qua cả băng đi cả mình không like được mọi người, mình phải bận đi vào trong hải quan để làm luật lấy đồ ra cho anh em, chứ không làm luật thì khó lấy đồ lắm. Quả hòe hôm nay không xin được, không tìm được bó nào để xin mà đi tặng các bạn. Đây này hôm nay có ai tặng hoa mà xin này mượn tạm nhỉ? Ở trên này thuê không được, thuê khổ, ở Việt Nam thuê rẻ. Tắt like đi cho mọi người ngủ à? Thôi thế thôi, mình tắt like nhá. Có bạn bảo tắt like cho mọi người ngủ. Đi anh đâu phải gì, các bạn chịu trách nhiệm nhá. Bên này đang 17:30 mọi người nhá. Tôi tiên này, chào mọi người đi con. Chào mọi người. Nói to lên. Chào mọi người. Tôi tiên chào mọi người. Bỏ mũ, đôi mũ đàng hoàng con, đừng. Tôi tiên nhập trai. Ít sợi. Tôi tiên này, là đây nói chuyện. Là đây nói chuyện, ngồi đây bác quý tí nữa. Ngồi đến đây, ngồi đến đuôi bác quý này. Ui. Nàng phết đấy, tin nàng này. Tôi tin lớn lắm, tôi tin giờ lớn lắm. Con chào bác chú. Lại bắt tay bác Thánh ngay con, đi lại bắt tay đi. Con trẻ lại bắt tay đàng hoàng, mình người lớn mà. Mình người lớn đi bắt tay đi con. Một quý chưa thấy mọi người. Anh em thống nhất là ta dừng cái khói cái để quay tất cả anh em kìa. Để quay vlog đi. Hả? Tắt đi, quay vlog chứ. Đấy, quay một đoàn đây này. Hả? Đây, tất cả anh em đang nhìn dàn nam thần. Đây là anh nhân chào mọi người, anh nhân đây là Quyết Black Bảo Phạm official, Linh Philip vlog cuộc sống ở châu Phi, Bắc Đại Bàng, Quang Kỳ Dũng. Anh Hòa thì không nói rồi, anh Hòa thì các bạn gặp mấy lần rồi. Cứ ngồi cái thùng lực giác rồi. Khánh Luanda. Khánh ơi, quay lại chào các bạn đây rồi. Chào cả nhà nhá. Mình là Khánh đây. Mình là Khánh đây. 5-8 người xem. Ok. Đây là Đông Panu Block.
Đông Bao Nụ Block. Chào các bạn, mình là Quý đây. Bây giờ có tiếng Anh đây. I am big fan of Quang Dung Vlog. Đấy, Thành Đạt. Có bùng vào anh đâu? Đâu, bụng mình không hóp được. Bùng đâu bao lùm mà hóp nữa đâu. Không à, anh giống đi vần gay hơn tí thôi. Đây. Gay nhiều. Anh không. À đây giới thiệu các bạn, đấy là Tiến Nguyễn nhá. Tiến Nguyễn đây. Mình là Tiến Nguyễn nhá. Chào các bạn. Mình là Tiến Nguyễn đây. Anh Linh. Linh bản này khác Linh. Để anh em mình cũng để chuẩn bị tắt like để quay vlog nha các bạn. Để quay vlog. Anh Nhân này. Anh Nhân, mỗi Nhân chắc ăn này có cái áo khoác ấm này. Vừa xem. Thôi đừng tắt anh. Thế để tí nữa. Em Châu đừng tắt à? Thế không tắt. Quay cứ quay. Anh em vào đây đây. Đây. Chưa con Linh chưa ra cũng còn đang. Đang đang luôn ngay hello các bạn. Mình hồi hộp quá, chắc tìm mọi người không biết. Có tắt không nhỉ? Không các biết. Bạn bảo có lên tắt không nhỉ? Tắt ngay chim đi nhỉ? Không biết là tí ra lên em lâu ngày quá nhỉ? Này tắt này chi gì biết đón kiểu gì ấy. Đừng tắt chú, đừng tắt chú luôn. Mọi người nhà ngủ muộn nhở, 11:30 rồi. Tiến Tư Thi à? Tư Thi gặp Tư Thi lúc nào chẳng có tiểu phẩm. Cũng có quanh Hòa. Đấy. Có đầy đủ anh em hết. Em quay như này này, em lướt nè. Đấy. Đấy, lướt cần cái xong lướt xong kia đây này. Đứng ở giữa này. Đứng ở đây này. Đang đi đây không? Mọi người ngủ muộn thế nhở? Các bạn mọi người đang rất là mong chờ. Quay chưa? Tôn Ninh hôm nay à? Cảm ơn mọi người nha. Nói chung là hạ cánh là ok rồi các bạn. Nào MC. Hạ cánh là ok. Nào MC. Nào MC. Anh thấy em đọc kính mà nhìn vô ấy. Vô báo đúng không? Đeo mà chẳng nhìn thấy chữ đâu gì. Làm sao mình được? Mờ lắm. Đeo kính cho đẹp, tôi không nhìn thấy chữ không đọc được. Không, thiên thần.